Trước mặt các bạn đây là một con biến phù. Con biến phù này là hình, ủa không phải, con biến xào. Con biến xào này là hình dạng tiến hóa của con biến phù của mình đang để ở trong đây. Thay vì mình bắt con biến xào này thì mình sẽ tiến hóa con biến phù của mình thành con biến xào giống như con này, nhưng mà mình sẽ không bắt con biến xào này. Thay vào đó mình sẽ thông ách con biến xào này để nó hy sinh để cho con biến phù của mình nó tiến hóa thành con biến xào. Ta đang đọc cái character. Ok, chúng ta nghiêm túc trở lại thì chúng ta sẽ thông ách con biến xào này. Và sau khi con thông ách được con biến xào này thì con biến phù của mình nó sẽ có HP để nó tiến hóa thành con biến xào. Chúng ta đang có một con Lavita và một con biến phù để chúng ta tiến hóa. Trong lúc chúng ta chờ đợi Rayquaza ra thì chúng ta sẽ tiến hóa hai con mặt lờ này. Chúng ta sẽ cho con Kyogre này ra. Cũng nói luôn về cái lý do mình đi bắt con Rayquaza, không phải là vì người ta kêu mình đi bắt Rayquaza, mà là do đêm đó có một câu chuyện đã xảy ra, đó là lúc mà mình với con Kyogre này nó đang nằm chung giường thì con Kyogre nó đã nói với mình rằng có một nhân vật mà nó rất là cay, đó là Rayquaza. Tại vì cái con Rayquaza nó thường xuyên mà là ăn hiếp con Kyogre, nhớ lại con Rodon. Nên hôm nay mình sẽ bắt con Rayquaza về để mình ăn hiếp ngược lại nó. Rất là hợp lý. Kể sầm lòn vậy thôi chứ anh em đừng có tin nha. Anh em tin xong đồn bậy bạ, tôi chơi xẻ gầy với Pokemon thì để ổn không. Ôi chết mẹ, đang định bắt nó mà. Ôi nó, xin lỗi mày. Con gì nhỉ? Con mình mới viết là con gì nhỉ? Tôi quên tên rồi. Xin lỗi mày, con gì nhỉ? Mô Tutor Kyogre. Kyogre có thể học Rock Slide và với 4 quả Thunderstone. Với 4 quả Thunderstone chúng ta có thể cho Kyogre học Rock Slide. Nghe nó có thể đéo nữa nha. Chúng ta cũng loot, tiện thể thì chúng ta cũng loot luôn mấy cái Amethyst này về chế độ. Oh, hello Spiro. Hello Fiero. Hello Poseidon. Ngoài việc bắt Rayquaza ra thì tôi còn muốn là tiến hóa Mega nữa. Nhưng mà hiện tại thì vẫn chưa thấy con boss Mega nó xuất hiện hết. Khá là chán. Không biết tại sao nữa. Đấy thì 10 phút nữa sẽ có một con boss DNC Rayquaza, Charizard, Steelix, Mario, Dorothy, gì đấy. Ở đây thì có một anh bạn NPC, chúng ta có thể train level và không, đây nếu phải anh bạn NPC, đây là anh bạn Mo Tutor. Mình nhầm tí. Ô, quay là một con Lownit, quay hả? Không phải. Quay là con gì? À, Loudrit. À, nhờn. Ôi, con gì đây? Tôi vừa tìm thấy một con gì đây. Chào bạn. Đi đâu đấy? Bạn ơi. Đi cà lò nhà bạn, đứng im nào. Fuck you. Đứng im đấy. Mày phải là của tao đâu mà. Tao phải bắt được mày. Đúng rồi, vô đi, vô, chui. Từ bình tĩnh, tôi nhớ là mấy con pha phép thông thường nó sẽ có. Không, nó đều có. Oh shit, nó đều có. Oh no. Oh shit. Vậy thì làm sao đây? À, tôi có thể sử dụng một quả level ball, đúng rồi. Tôi có thể sử dụng level ball cho cái này. Level ball đâu rồi? Ở kìa. Level ball đây. Tiện thể thì check map xung quanh. Bên kia có một con boss Spiro. Ok, chắc là xong rồi. Được rồi. Thế tôi đã bắt được Charmander. Ngon. Ê, bên đây có con gì này? Kakoi. Wee. La Mau. Wee. Fuck you. Wee. Yes. Dice bitch. Miếng phỏ là 50 và đã tiến hóa. Ok, miếng phỏ đã xong. À, miếng xào đã xong. Lấy Lucky Egg ra. Blue BC. Ok, Charmander ra. Ngon. Thế chúng ta đã có một bé Charmander. Và chuẩn bị chúng ta sẽ có một con Charizard to cao, lực lưỡng, khỏe mạnh. Đấm phát chết luôn. Chết con Charizard chứ không phải chết mấy con kia đâu, được không? Ok, thì hiện tại thì tụi nó đã lớn lên thành Bulbita với lại Charmeleon hết rồi. Và mình đang gặp một cái trở ngại rất là lớn, đó chính là cái việc mà mình không có boss để mà quýnh. Điều đó có nghĩa là chúng ta sẽ không thể nào Mega được. Và không thể Mega được thì tức là chúng ta sẽ không có mấy con ngọc lò nhìn vui vui. Và cái việc đó sẽ khiến cho cái series này chán hơn. Ta có thể làm một câu lệnh Mega Ring và thế là chúng ta mọi vấn đề đều được giải quyết. Hoặc là mình sẽ ngồi nghiên cứu loại kỹ ra để mà khắc phục được cái lỗi là không sợ ban boss này. Rồi sau đó đăng lên YouTube để mà kiếm view. Yeah. Nếu mà không thể Mega được thì chúng ta sẽ bắt hai con Pokemon luôn.
đó là Evento với lại Rayquaza. Và trước hết thì chúng ta sẽ bắt con Durin này trước ta. Nhìn nó cũng vui vui. Ok, nhìn như các bạn thấy ở đây thì Kyrie nó có một ánh mắt rất là tươi tắn. Với ánh mắt này chắc chắn là ánh mắt của một người thiếu ngủ. Có lẽ là bao nhiêu năm gọi là mấy ngàn năm trái đất hình thành, nó nằm dưới đáy biển, nó nằm dưới đó nó suy nghĩ trăn trở lý do tại sao mình lại đánh nhau với Rodon. Và thế là nó mất ngủ. Ở đây thì có một anh bạn level 45. Yeah. Chiu. Oh shit. Né. Ice Beam. À và mình cũng đã đi chỉnh một tí về cái chiêu thức của con Kyrie và giờ nhìn nó ổn hơn, nó rất là bá. Đấy, bắn tùm lum luôn. Origin Blood. Thấy mẹ. Oh no. Oh no. Oh no. Why? What happened? What the fuck? Oh no. Oh, bên kia có một con Musdeo. Con ngựa này khá là lớn. Hello. Ok. Thế thì kia là anh bạn của chúng ta. Anh ấy đã ra rồi này. Kyrie ơi, ra chơi đó mày. Nhưng mà trước hết thì mình còn phải tìm một cái chỗ này để an toàn chứ. Để mình cho con này xuống ấy. Để mình bắt con này. Tại vì nếu như mà mình quấn nó luôn á, là cái con gacha mình sẽ tiếp tục bay. Và cái tiếp tục bay đó nó sẽ bay đến nơi phương trời xa nào đấy mà không có con Rayquaza. Và khi mà mình out ra thì xác định là mất mạng con Rayquaza, nên là ok. Bây giờ mình sẽ cần phải canh me one ball gì đấy. Đấy thì tạm thời là như vậy. Đấy mình còn phải bay gần nó chứ. Thì mẹ đâu rồi ta? Oh shit. Đây. Đấy thì nó hơi kham khổ xíu nhưng mà thôi kệ. Mẹ cứ một hồi là mất mạng qua bôn. Biến mất rồi. Đây rồi. Shit. Đó. Nhìn bay bắt kiểu này nó hơi ảo nha đậu phòng. Ôi, lên mẹ mặt trăng rồi. Điếu thấy gì hết. Rồi, hiện tại thì chúng tôi đang ở trên mẹ tầng khí quyển rồi, chuẩn bị chúng tôi sắp tiếp đất. Tiếp bề mặt mặt trăng rồi. Mẹ tí nữa có va chạm với vệ tinh hay không thì đéo biết. Rồi, có thể chúng ta nên... Đâu nhỉ? Dust Bowl đây. Oh shit. Rayquaza ơi. Đây nó bên này. Mà tính ra con này xài Dust Bowl thì cũng đẹp. Đây. Fuck. Vãi nồi. Cái này giống kiểu đi du hành vũ trụ mà đi... Đi gọi là lên các hành tinh. Tôi sẽ gọi tập này là chiến tranh giữa các vì sao. Pokemon Edition. Đây là tàu chiến Gachom đang gọi là dí theo tàu chiến Rayquaza. Và hiện tại tàu chiến Rayquaza rất là hãm liền tại vì nó chưa đáp. Đến giờ nó vẫn chưa đáp. Gachom đã kêu rất nhiều lần nhưng mà Rayquaza vẫn chưa đáp. Nó chưa bao giờ đi bắt Legendary mà như đi vũ trường vậy. Quay. Ở đi. No, không bay lên được. No. Đi đứa nào. Bị gì ta. Còn một lần này không bay lên được. Oh shit. Oh no. Đâu rồi. Bị nó ao rồi. Oh shit, tôi phải quăng đéo gì đây. Safari Ball nè. Nó cũng màu xanh, cũng hợp. Anh em nhớ hôm bữa là tôi cay cái vụ mà bắt con Kyrie không? Bone nó đi từ dưới nước, nó nảy lên bờ xong rồi nó sẽ xuống lại. Thằng ML này thì y chang vậy luôn. Nhưng mà khác đều là ở trên trời rơi xuống. Fuck. Đéo ngờ là bóng Pokemon nó nảy đến mức đó. Nảy như dú vậy. Con này dùng Hyper Voice hơi nhiều nè. Ròn ngoài là thích hát à. Vào đây tao cho mày đi làm ca sĩ. Tao sẽ gọi mày là... Để xem là rồng hả? Long. Ủa có ca sĩ tên Long ta? Tao chỉ biết Thành Long là chuyên gia về võ thuật thôi chứ còn ca sĩ tên Long là tao biết. À khoan. Này tre, con Rayquaza nó còn gọi là rồng tre đúng không? Con Rayquaza nó còn gọi là rồng tre. Và trong giới ca sĩ của Việt Nam thì chúng ta có một nhân vật cũng là tre. Tao sẽ gọi mày là Trúc Nhân. Rất hợp lý.
Bây giờ nếu mà nó muốn hợp lý hơn thì mày có việc chui vào vô nên nó sẽ vô cùng hợp lý. Còn mày thoát ra nãy giờ nó là một điều vô cùng vô lý. Ồ, đi, được hả? What the fuck? What the fuck? Lamao. Bây giờ đã bắt được Rayquaza rồi thì bây giờ mình sẽ đi bắt con tiếp theo, đó là con Evento. Và để bắt Evento thì chúng ta sẽ còn tới Taiga Mountain vào buổi đêm. Và check spam legendary nó sẽ có là Evento. Trong lúc đấy thì mình cũng sẽ train level cho hai con kia như là đúng kịch bản. Nhưng mà trong lúc nhưng mà trước đó thì mình có lượm được, không phải lượm được mà là trấn lột. Ừ đúng rồi, mình trấn lột được từ một con bot. Không phải bot mega, nó là bot thường. Được một cái XL candy này mà mình sẽ cho con nào ăn này. Anh em nghĩ là chúng ta nên cho con nào ăn? Thực ra tôi hỏi vui vậy thôi chứ tôi biết anh em đéo trả lời được đâu, nên là thôi tôi sẽ cho Bobita cắn đi cu. Mặc dù là nếu mà tôi cho con Chameleon cắn thì nhiều khi nó lên mẹ level 36 luôn, nhưng mà bố thiết ý kiến. Xa thế bạn ơi, ở đây bạn ơi, đi đâu thế? Sao xuống xa đi, đi xa thế? Anh bạn. Một cái gì? Dustball. Ok. Ok. Rồi, nhắm rất là chuẩn. Vừa vậy rồi. Ui, bro, phá mẹ thôi. Ui, đi còn rồi. Đây. Ok. Hay làm y chang nãy không nào, chúng ta sẽ thử Heavy Ball. Biết đâu nó là được. Heavy Ball. Ném chuẩn thế. Bên kia có một cái giống gì vậy? Pokestop. Hui. Shit. Lên. Chiến. Chúng ta cho một đoàn green. Rồi, không ổn lắm. Chúng ta sẽ cho Darkrai ra. Tailwind. Không phải đi. Hypnosis. Ngủ. Rồi, ok, check. Bây giờ thì Dust Ball. Con này nó màu đỏ như là màu đen thì xài Cherry Ball sẽ đẹp hơn. Đúng rồi. Thì chúng ta sẽ xài Cherry Ball. Ở địch đường không ạ? Dễ nha. Cái địch dễ. Game dễ. Game dễ vài lần. Các bạn Rayquaza. Yeah, ui to thế. To nha. Được. Này thì nó có chiêu Extreme Speed. Còn này thì nó vui vãi rồi. Này nó có Dragon Root. Ok. Skill thì chắc chắn là không ổn. Cứ từ từ, nhẹ nhàng bình tĩnh. Trước hết là mình sẽ tới chỗ Mobile Runner. Chả biết nên setup con Rayquaza như thế nào. Chúng ta sẽ để từ từ vậy. Evento như này. Rất nhiều chiêu khác nhau. Cứ bình tĩnh. Sẽ đi đấm mấy thằng Galaxy này. Whee. Fuck yeah. Hello. Mấy anh đẹp trai. Rồi chúng ta sẽ cho chúng nó thấy sức mạnh của Rayquaza. Đầu tiên là Dragon Burst. Và Dragon Burst. Rồi con gì tiến hóa rồi kìa. Chameleon. Tới anh bạn tiếp theo. Ủa anh bạn level 41 cơ. Cao nha. Dragon Accent. Dragon Blood. Level 44. Bubita level bao nhiêu tiến hóa ta? 45 hả? Hay là 50 mấy? Địch ngỡ nó bây giờ đéo nhớ. Đi quýnh NPC tiếp. Đây, ở đây có mấy anh, vùi vãi nồi. Địch mẹ bị bao quay rồi đêm mà. Oh shit, chị ngồi. Rồi, hello bạn, chào bạn. Rất vui được gặp anh. Đề nghị anh ơi, cởi quần ra để tôi thông đít. Ok, cảm ơn anh đã hợp tác. Ở đây trong có một on bot ray. Bình tĩnh nha, chúng ta không đấm anh bot này. Cái gì vậy? Làm sao? Chúng ta cứ bình tĩnh.